Vào ngày hôm qua tại thành phố Hải Phòng thì giải chạy S-Race 2023 với sự đồng hành của tập đoàn TH cũng đã diễn ra, và với sức lan tỏa mạnh mẽ của mình thì S-Race đã cho thấy đây là một sự kiện tăng tính kết nối giữa các em học sinh, sinh viên với nhà trường, với thầy cô và cả với gia đình của mình nữa thông qua bộ môn chạy bộ. S-Race Hải Phòng với sự đồng hành của tập đoàn TH, chặng cuối của S-Race 2023 không chỉ là một ngày hội thể thao để các vận động viên rèn luyện sức khỏe, mà bên cạnh đó, những bước chạy còn có một ý nghĩa nhân văn tới cộng đồng thông qua quỹ Vì Tầm Vóc Việt. Chúng tôi cam kết đóng góp cho mỗi vận động viên tham gia vào giải chạy S-Race Hải Phòng 5.000 đồng trên một lượt chạy của vận động viên. Và với giải chạy S-Race School Online thì chúng tôi cũng cam kết đồng hành 200 đồng trên 1 km chạy cho mỗi vận động viên. Và với mỗi mức chạy của các em học sinh, các thầy cô giáo và nhà trường thì sẽ đóng góp cho quỹ phẫu thuật khuyết tật vận động cho bệnh nhi nghèo và bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những hoạt động thiết thực như thế này, chắc chắn những bước chạy của các em học sinh, thầy cô và phụ huynh học sinh tại S-Race 2023 sẽ trở nên trọn vẹn khi được góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tình yêu thương và sự kết nối đến với cộng đồng. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.